sau những thứ mà Mai Phương đã làm có rất 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 nhiều so với những cái mà những cái phút bốc đồng của tuổi trẻ. Chị nghĩ là số đông vẫn ủng hộ Mai Phương nhiều hơn. Mai Phương đều suy nghĩ rằng buổi sáng mình thức dậy mình phải có trách nhiệm làm tốt hơn ngày hôm qua, thì mong rằng các bạn sẽ thương yêu thương Mai Phương, đồng hành cùng mình trong một cái sắp tới. Đối với Mai Phương thì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 là hai dấu mốc rất là quan trọng của cuộc đời Mai Phương. Quan trọng bởi vì nó đã đưa được mình tới ngày hôm nay và cũng cho mình nhìn thấy được bản thân của mình ở rất là nhiều khía cạnh khác nhau, và cũng cho những người mình thương yêu nhìn thấy được mình ở rất là nhiều những cái trải nghiệm mà mình đã có cho tới ngày hôm nay. Thì Mai Phương chỉ muốn nói một điều là mình vô cùng biết ơn. Và sắp tới thì Mai Phương sẽ tham gia vào Miss World quốc tế. Thì trong tâm Mai Phương mỗi ngày Mai Phương đều suy nghĩ rằng mỗi buổi sáng mình thức dậy mình phải có cái trách nhiệm làm tốt hơn mình của ngày hôm qua. Và không có một cái lý do gì mà mọi người yêu thương mình nhiều như vậy, cố gắng cùng mình chuẩn bị như vậy mà mình lại có một cái phút lơ là. Thì mong rằng là các bạn sẽ thương yêu thương Mai Phương, đồng hành cùng mình trong cuộc thi sắp tới. Và Mai Phương chắc chắn rằng là khi mình đi một mình thôi, nhưng trong tâm mình sẽ luôn luôn nhớ tình yêu thương và sự chuẩn bị của tất cả mọi người dành cho mình, và mình sẽ làm thật tốt. Thì tất cả những điều này Mai Phương cũng đã có một cái post trên story, và chị nghĩ là thời điểm này thì mình cũng sẽ, chị sẽ không nhắc lại những cái việc đó nữa. Thì chị nghĩ là bạn sẽ có những cái mà bạn muốn trải nghiệm bản thân, nhưng mà chị nghĩ cuối cùng là chúng ta sẽ theo những cái gì mà số đông mong đợi, nó phù hợp. Sen vàng luôn luôn rất là khắt khe, luôn luôn rất là cẩn trọng, nhưng mà đôi khi thì cũng sẽ cho các bạn một cái không gian để các bạn thể hiện bản thân. Nếu mình thấy cái gì mà nó đang đi hơi xa hoặc là nó hơi khác biệt một chút thì mình sẽ phải đạp ga, đạp thắng, lúc nào đạp ga, lúc nào đạp thắng, thì mình cũng sẽ nghiêm túc để nhắc nhở các bạn. Chị nghĩ là hiện nay những cái điều mà Mai Phương đã làm và làm tốt thì nó rất nhiều so với một vài những cái nó như mọi người đã thấy, thì chị nghĩ là số đông vẫn ủng hộ Mai Phương nhiều hơn. Và thực sự nó cũng không có là một cái điều nó quá đáng ghét để mọi người phải cảm thấy không yêu mến Mai Phương nữa. Chính Mai Phương cũng đã tâm sự rằng là giống như tuổi trẻ thì sẽ có những phút bốc đồng, và Mai Phương cũng sẽ cần mọi người yêu thương, chia sẻ nhiều hơn. Và chắc chắn là những cái ngày kế tiếp của Mai Phương sẽ là những ngày rực rỡ, và bạn sẽ nỗ lực hết sức trong cái vai trò của mình. Sau những thứ mà Mai Phương đã làm và đã hoàn thiện bản thân thì chị thấy là nó rất 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 nhiều so với những cái mà những cái phút bốc đồng của tuổi trẻ. Những năm qua thì chúng ta đã làm rất nhiều những dự án về điện đường, trường trạm, nói chung những dự án lớn, những dự án mang tầm vóc và chi rất nhiều tiền chúng ta đã làm. Thì nó sẽ là một cái áp lực cho năm nay và những năm về sau. Và chắc chắn rằng là dự án của Mai Phương cũng sẽ là những dự án lớn, và Mai Phương cùng với ekip cũng đã tâm tư một cái dự án rất là dài hơi, không phải chỉ để đi thi, mà với một cái mong đợi là nó sẽ trường tồn và sắp tới sẽ công bố tới mọi người.